Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021. Mở đầu là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 5 cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông vừa tiến hành một cuộc tập trận ở Biển Đông, tuy nhiên không cho biết thời gian cụ thể của cuộc tập trận này. Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Gao Xiu Chen được trích lời trong thông báo nói rằng cuộc tập trận là hoàn toàn hợp lệ và là một phần của việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra vào khi Trung Quốc hôm 29 tháng 4 lên tiếng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã gia tăng các hoạt động do thám gần với các vùng nước mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Phát ngôn dân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kiên nói rằng các hoạt động do thám của Mỹ đã tăng hơn 20% đối với tàu chiến và 40% đối với máy bay ở các vùng nước mà Trung Quốc đòi chủ quyền so với cùng kỳ năm ngoái dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông Ngô Kiên nói trong buổi họp báo hàng tháng rằng việc Hoa Kỳ gia tăng các hoạt động do thám đã làm mất ổn định và dẫn đến một vụ chạm trán gần hồi đầu tháng 4 khi một khu trục hạm có tên lửa dẫn đường của Mỹ là USS Mustang đã bị phía Trung Quốc cảnh báo phải rời đi khi tàu này thực hiện chuyến do thám gần tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc và nhóm tác chiến của tàu này trong thông báo mới hải quân trung quốc nói bắc kinh hy vọng thế giới bên ngoài sẽ nhìn cuộc tập trận một cách tích cực và hợp lý trong tương lai hải quân trung quốc sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận tương tự theo kế hoạch theo đài bbc đưa tin thì ngoại trưởng mỹ nói trung quốc hung hăng hơn ở nước ngoài ngoại trưởng hoa kỳ anthony blinken nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào hôm chủ nhật rằng trung quốc gần đây hung hăng hơn ở nước ngoài và đang hành xử với cung cách ngày càng đối nghịch theo hãng tin Reuters, trả lời phỏng vấn chương trình CBS News 60 phút rằng liệu Washington có hướng tới một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Kinh hay không, ông Blinken nói điều này hoàn toàn đi ngược lại quyền lợi của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông còn nói thêm những gì chúng tôi đã chứng kiến trong vài năm qua là Trung Quốc hành động mang tính đàn áp hơn ở trong nước và hung hăng hơn ở nước ngoài. Đó là một thực tế khi được hỏi về trung quốc đánh cắp bí mật thương mại trị giá hàng trăm tỷ đô la và sở hữu trí tuệ của hoa kỳ ông blinken nói chính quyền biden thực sự lo ngại về vấn đề sở hữu trí tuệ ông nói rằng hành động của trung quốc giống việc của người đang tìm cách cạnh tranh không lành mạnh và ngày càng theo những cách đối địch nhưng chúng tôi hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn nhiều khi chúng tôi tập hợp các quốc gia bị hại có cùng chí hướng để nói với bắc kinh rằng điều này không thể tồn tại và nó sẽ không tồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không phản hồi yêu cầu bình luận về cuộc phỏng vấn của ông Anthony Blinken hôm chủ nhật. Còn hôm thứ sáu, chính quyền của tổng thống Joe Biden nói rằng Trung Quốc đã không thực hiện các cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết vào năm ngoái. Các cam kết là một phần của thỏa thuận giữa chính quyền của cựu tổng thống Donald Trump và Bắc Kinh, bao gồm những thay đổi về quy định đối với công nghệ sinh học nông nghiệp và cam kết mua khoảng 200 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ trong 2 năm. Ông Blinken đã đến London hôm chủ nhật để tham dự cuộc họp ngoại trưởng của nhóm G7. Trung Quốc là một trong những vấn đề được bàn tới trong chương trình nghị sự. Trong cuộc phỏng vấn, ông Blinken nói rằng Hoa Kỳ không có mục đích kiềm chế Trung Quốc mà là để duy trì trật tự dựa trên quy tắc mà Trung Quốc đang thách thức. Bất cứ ai đặt ra thách thức với trật tự đó, chúng tôi sẽ đứng lên và bảo vệ nó. Tổng thống Biden đã xác định cạnh tranh với Trung Quốc là thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại của chính quyền ông. Trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội hôm thứ tư tuần trước, ông Biden cam kết duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và thúc đẩy sự phát triển công nghệ của Hoa Kỳ. Anthony Blinken cho biết ông trao đổi với tổng thống Biden gần như hàng ngày. Tháng trước, ông Lincoln nói Hoa Kỳ lo ngại các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Đài Loan và cảnh báo là sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đối với bất kỳ ai cố gắng thay đổi hiện trạng ở Tây Thái Bình Dương bằng vũ lực. Hoa Kỳ có cam kết lâu dài theo đạo luật quan hệ Đài Loan để đảm bảo rằng Đài Loan tự trị có khả năng tự vệ và duy trì hòa bình an ninh ở Tây Thái Bình Dương, ông Lincoln nói. Trong vài tháng qua, Đài Loan đã phàn nàn về việc Trung Quốc nhiều lần đưa không lực tới gần hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là của mình. Và bây giờ là bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Mỹ, Nhật tái khẳng định lập trường chống nỗ lực làm thay đổi hiện trạng biển Hoa Đông. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 30 tháng 4 đã thống nhất giữ vững lập trường chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản là tướng Yamazaki Koji đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, tại Hawaii hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 4. Đài Nhật NHK hôm 2 tháng 5 loan báo hai nhà lãnh đạo đến Hawaii tham dự một buổi lễ thay đổi chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai vị tướng Yamazaki và Mili đã thảo luận về tình hình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang tăng cường hiện diện. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley tái khẳng định cam kết kiên định của Hoa Kỳ về việc bảo vệ Nhật Bản theo Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, bao gồm cả việc bảo vệ quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông. Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư và tuyên bố là chủ quyền của mình. Trước đó một hôm, là hôm thứ Năm 29 tháng 4, tướng Yamazaki Milley và người đồng cấp Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để đối phó với các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo gỡ tin nhắn Twitter chỉ trích Mỹ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo đã xóa khỏi tài khoản Twitter chính thức của họ một hình ảnh minh họa mô tả Hoa Kỳ như thần chết gõ cửa Ai Cập, đằng sau là máu rỉ ra từ các nước hồi giáo, trong đó có Syria và Libya. Kèm theo hình ảnh đó là tin nhắn bằng tiếng Nhật có đoạn đây là điều sẽ xảy ra khi Hoa Kỳ mang đến nền dân chủ, gợi nhắc đến phát biểu của chính quyền Joe Biden về tầm quan trọng của nền dân chủ. Tin nhắn Twitter được đăng vào hôm thứ năm ngày 29 tháng 4 nhưng đã bị đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo xóa sau khi vấp phải những lời chỉ trích của người dùng Twitter tại Nhật Bản. Về phía chính quyền Washington ngày 30 tháng 4, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tokyo đã đăng tweet cảm ơn phản ứng của những người bạn Nhật và nhấn mạnh Điều đó nhắc nhở rằng Liên minh Mỹ-Nhật có nguồn gốc sâu xa từ các giá trị được chia sẻ. Đài Nhật NHK nhắc lại trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc thường sử dụng Twitter để quảng bá lập trường của Bắc Kinh ở nước ngoài. Một bản tin khác của Đài phát thanh quốc tế Pháp, Bắc Triều Tiên tố cáo chính quyền Biden có chính sách thù địch và đe dọa đáp trả. Chỉ ít lâu sau khi Washington cho biết đã hoàn tất việc rà soát lại Chính sách Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng vào hôm 2 tháng 5 đã lên tiếng đã kích Hoa Kỳ và đồng minh Hàn Quốc trong một loạt tuyên bố cho rằng Mỹ vẫn có một chính sách thù địch cần phải được đáp trả bằng các phản ứng tương xứng. Trong một thông cáo được hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA trích dẫn, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này đã cáo buộc Washington xúc phạm nhân phẩm của lãnh tụ tối cao Kim Jong-un qua việc chỉ trích hình tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Người phát ngôn không xưng tên cho rằng những chỉ trích về nhân quyền là hành động khiêu khích, cho thấy là Mỹ đang chuẩn bị một cuộc đỏ sức toàn diện với Bắc Triều Tiên và sẽ đáp trả tương xứng. Trong một tuyên bố riêng biệt, ông Kwon Jong-un, vụ trưởng vụ Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, đã trích dẫn bài phát biểu chính sách đầu tiên của ông Biden trước Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư 28 tháng 4. Theo đó, các chương trình hạt nhân ở Bắc Triều Tiên và Iran đặt ra các mối đe dọa cần được giải quyết thông qua ngoại giao và sự răng đe nghiêm khắc. Theo quan chức Bắc Triều Tiên, việc Hoa Kỳ gọi hành động răng đe để tự vệ Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa, là một điều phi lý và vi phạm quyền tự vệ của Bắc Triều Tiên. Nhân vật này cho rằng, giải pháp ngoại giao của Mỹ chỉ nhằm che đậy các hành vi thù địch của Washington, còn sự răng đe chỉ là một phương cách để đưa ra các mối đe dọa hạt nhân nhắm vào Bắc Triều Tiên. Đối với ông Won, giờ đây khi chính sách của ông Biden đã trở nên rõ ràng, Bắc Triều Tiên sẽ buộc phải thúc đẩy các biện pháp tương ứng và theo thời gian, Mỹ sẽ thấy mình rơi vào một tình cảnh rất nghiêm trọng. Các phản ứng đã kích Mỹ được đưa ra sau khi Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu 30 tháng 4 cho biết giới chức Mỹ đã hoàn thành một cuộc đánh giá kéo dài nhiều tháng về chính sách đối với Bắc Triều Tiên và nhấn mạnh những thách thức mà Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt khi ông tìm cách tránh những sai lầm đã dẫn đến thất bại của hai người tiền nhiệm là Barack Obama và Donald Trump em gái Kim Jong-un tố Hàn Quốc trong vụ truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Về quan hệ liên triều, trong một tuyên bố đưa ra hôm 2 tháng 5, bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã chỉ trích chính quyền Seoul về việc không ngăn chặn hành động của những người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc. Mới đây đã lại cho thả bong bóng bay qua biên giới, thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Bà Kim Yo-jong còn cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ không ngồi yên mà sẽ có những hành động tương xứng chống lại những gì họ coi là một hành động khiêu khích nghiêm trọng. Trách nhiệm về hậu quả sẽ hoàn toàn thuộc về giới lãnh đạo Hàn Quốc. Hạ tuần tháng 4 vừa rồi, một nhóm người Bắc Triều Tiên tị nạn ở Hàn Quốc đã cho thả bong bóng bay qua Bắc Triều Tiên, mang theo 500.000 truyền đơn chỉ trích Kim Jong-un. Sau khi sự kiện tương tự xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã cho phá nổ văn phòng liên lạc liên triều ở thành phố biên giới Kaesong. Đài phát thanh quốc tế Pháp tiếp tục đưa tin về tình hình tại Miếng Điện, người biểu tình phát động phong trào đánh động thế giới. Theo các phương tiện truyền thông miếng điện, lực lượng an ninh nước này vào hôm 2 tháng 5 tiếp tục nổ súng vào một số cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Đây là những cuộc xuống đường được cho là rầm rộ nhất trong thời gian gần đây, nằm trong một phong trào đánh động thế giới mà người biểu tình vừa phát động. Theo hãng tin Anh Reuters, sau một thời gian mà một số người tham gia thưa dần và có dấu hiệu bị lực lượng an ninh kiềm hãm hiệu quả hơn, những cuộc biểu tình gần đây đã diễn ra trong sự phối hợp với các cuộc xuống đường trong các cộng đồng người miếng Điện trên khắp thế giới để đánh dấu điều mà các nhà tổ chức gọi là cuộc cách mạng mùa xuân miếng Điện toàn cầu. Trong một thông cáo, ban tổ chức các cuộc biểu tình đã kêu gọi mọi người lay động thế giới bằng tiếng nói đoàn kết của người dân miếng Điện. Tại miền Điện, các đoàn người biểu tình, một số do các nhà sư Phật giáo dẫn đầu đã tuần hành ở nhiều thành phố và thị trấn, bao gồm cả thủ phủ kinh tế Rangoon và thành phố thứ hai Mandalay. Lực lượng an ninh đã nổ súng vào người biểu tình, và theo hãng tin Myanmar Now, có hai người bị bắn chết ở thị trấn miền trung Wetlet, trong lúc hai phương tiện truyền thông khác cho biết có hai người khác bị giết ở hai nơi thuộc Ban Shan ở phía đông bắc riêng hãng tin Kachin News Group cho biết một người cũng thiệt mạng tại thị trấn khác khai thác Ngọc Bích ở phía bắc Pankan. Nhiều vụ nổ không rõ nguyên nhân. Tình hình tại miền Điện cũng bất ổn với một số vụ nổ không rõ nguyên nhân. Trong bản tin chính vào tối hôm 1 tháng 5, đài truyền hình nhà nước miền Điện đã đưa tin chi tiết về ít nhất là 11 vụ nổ trong 36 giờ trước đó, chủ yếu ở thành phố Rangoon, gây thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong hãng truyền thông Kittit đưa tin về một vụ nổ ở bên ngoài doanh trại cảnh sát Rangoon vào sáng sớm hôm 1 tháng 5, khiến cho nhiều chiếc xe bị bốc cháy và một vụ nổ khác trong thành phố. Một cổng thông tin ở bang Shan cũng đưa tin về vụ nổ bên ngoài nhà của một doanh nhân nổi tiếng. Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thái Lan ngày thứ hai ghi nhận số tử vong COVID-19 kỷ lục. Bộ Y tế Thái Lan hôm 2 tháng 5 ghi nhận 1.940 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong khi số ca tử vong hàng ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu vẫn ở mức cao nhất trong ngày thứ hai liên tiếp với 21 ca. Thái Lan hầu như đã kiểm soát COVID-19 trong giai đoạn đầu của đại dịch bằng cách triển khai các biện pháp như đóng cửa nền kinh tế và kiểm soát chặt chẽ biên giới. Nhưng trong đợt bùng phát thứ ba gây nhiều chết chóc hơn, vốn bắt đầu vào đầu tháng 4 năm nay, xuất hiện biến thể B1.17 có khả năng lây lan cao và đã gây ra khoảng một nửa tổng số ca nhiễm và tử vong. Con số ghi nhận hôm 2 tháng 5 đã nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận của Thái Lan kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái lên đến 68.984 người. Tổng số người chết hiện nay là 245 người. Cho đến nay, Thái Lan đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho gần 1,5 triệu người, chủ yếu là nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương, sử dụng vaccine nhập khẩu của Sinovac của Trung Quốc và AstraZeneca. Một chương trình tiêm chủng hàng loạt sẽ bắt đầu vào tháng 6 tới với các liều AstraZeneca được sản xuất trong nước. Chính quyền cuối tuần này đã cho công chúng đăng ký tiêm vaccine với mục tiêu tiêm cho 70% người trưởng thành ở đất nước hơn 66 triệu dân này. Đại tiếng nói Hoa Kỳ tiếp tục đưa tin phát hiện hơn 90 người nhồi nhét trong nhà ở Houston, nghi là buôn người. Cảnh sát phản ứng về tin báo bắt cóc này hôm thứ Sáu cho biết, họ đã tìm thấy hơn 90 người bị nhồi nhét trong một căn nhà hai tầng ở ngoại ô thành phố Houston thuộc bang Texas và nghi ngờ nó được sử dụng cho một hoạt động buôn lậu người. 90 nạn nhân, tất cả là đàn ông, ngoại trừ 5 người, đã được đưa ra khỏi nhà và được cung cấp thức ăn và nước uống. Darren Edwards, trợ lý cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Houston cho biết, nhìn chung họ mặc trang phục cơ bản và tất cả dồn vào một chỗ, đó là những gì chúng tôi thấy khi chúng tôi vào. Ông nói, không có trẻ em được tìm thấy trong số họ. Ít nhất một số người có các triệu chứng nhiễm COVID-19, bao gồm sốt và mất vị giác hoặc khứu giác, ông Edwards nói. Các nạn nhân nói với cảnh sát rằng họ chưa được ăn uống gì gần đây, các nạn nhân được cấp đồ bảo hộ cá nhân và đưa lên xe buýt màu trắng, không rõ ngay lập tức họ được đưa đi đâu. Các nhân viên của Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú được nhìn thấy tại ngôi nhà cùng với cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương. Ông Edwards cho biết không có vụ bắt giữ nào được thực hiện vào chiều ngày thứ Sáu và từ chối cung cấp thêm chi tiết, nói rằng cuộc điều tra đang diễn tiến. Và bây giờ là một số tin ngắn khác đáng chú ý được tổng hợp từ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Theo hãng thông tấn xã Pháp, Anh Quốc sẽ gửi thêm 1.000 máy trợ thở hỗ trợ cho Ấn Độ. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm 2 tháng 5 thông báo như trên, sau khi điện đàm với người đồng nhiệm Ấn Độ Subramaniam Jashankar, hai ngoại trưởng sẽ gặp nhau vào thứ Hai ngày 3 tháng 5 tại London, nhưng cuộc họp của ngoại trưởng các nước G7 và ngoại trưởng Ấn Độ là khách mời. Hãng thông tấn xã Pháp tiếp tục đưa tin Bỉ, 132 người bị thẩm vấn vì tụ tập hội hè trái phép tại Bruxelles. Hôm 2 tháng 5, chính quyền Bỉ thông báo có khoảng từ 1.000 đến 2.000 người hôm 1 tháng 5 hưởng ứng lời kêu gọi trên mạng xã hội tụ tập hội hè trái phép trong một công viên ở Brussels. 600 cảnh sát chống bạo động đã được huy động và bố trí quanh công viên để ngăn người tham dự. Xô sát xảy ra có 14 người bị thương. Phía lực lượng an ninh cũng có 3 cảnh sát phải nhập viện và khoảng một chục cảnh sát bị thương nhẹ. Theo tờ New York Times, một thành công khác của SpaceX, bốn phi hành gia từ trạm vũ trụ quốc tế ISS trong con tàu SpaceX vào hôm 2 tháng 5 đã đáp xuống một vùng biển ngoài khơi bang Florida. Đây là lần hạ cánh trên mặt nước vào ban đêm đầu tiên của cơ quan NASA kể từ năm 1968. Sự kiện đánh dấu sự kết thúc thành công sứ mạng của NASA do công ty tư nhân SpaceX thực hiện, đưa các phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế rồi đưa trở về. Hãng thông tấn xã Pháp đưa tin về COVID-19, Đức Giáo Hoàng khởi động một cuộc marathon cầu nguyện chống đại dịch COVID-19. Sự kiện được chính ngày khai mạc vào hôm 1 tháng 5 tại nhà thờ Thánh Ferro tại Roma, trước sự chứng kiến của khoảng 150 tín đồ. Có 30 giáo đường trên thế giới tham gia được cầu nguyện này mỗi nơi một ngày, với chủ đề cầu nguyện dành riêng cho các hạng người khác nhau từ Ba Lan đến Brazil, bao gồm cả Hàn Quốc và Nigeria. Giáo hoàng sẽ bế mạc được cầu nguyện ngày 31 tháng 5 từ nhà nguyện vườn Vatican. Một bản tin khác của hãng thông tấn xã Pháp, Bộ Quốc phòng Mỹ thu hồi lại ngân sách đã bị Donald Trump chuyển qua xây tường biên giới. Trong một thông báo vào hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 4, Tòa Bạch Ốc cho biết đã tuân lệnh của tân tổng thống Joe Biden và hủy bỏ tất cả các kế hoạch xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico đã được cựu tổng thống Trump tài trợ bằng ngân sách ban đầu được phân bổ cho Bộ Quốc phòng. Các khoản tiền chưa được giải ngân sẽ được chuyển đến các dự án đã được lên kế hoạch ban đầu, cụ thể là các trường học dành cho các gia đình quân nhân xây dựng căn cứ ở nước ngoài hoặc trang bị cho các đơn vị dự bị của lực lượng vệ binh quốc gia. Tại Venezuela, lương tối thiểu tăng 300%, chưa đủ để mua một ký thịt. Chính phủ Venezuela hôm 1 tháng 5 thông báo tăng gần 300% mức lương tối thiểu cho người lao động. Tuy nhiên, lạm phát tại quốc gia này cao đến nỗi mức tăng nói trên chưa đủ để người dân mua một ký thịt. Kinh tế Venezuela suy thoái từ 8 năm nay, siêu lạm phát trong vòng 3 năm nay. Mức siêu lạm phát lên đến 3.000% trong năm 2021. Và bây giờ là một số tin liên quan đến Việt Nam. Lại nóng lên nguy cơ bùng phát dịch COVID-19, tin từ tờ BBC. Các ca nhiễm mới được phát hiện trong khi tình trạng người nước ngoài nhập cảnh chui lậu chưa thể kiểm soát khiến tình hình chống dịch ở Việt Nam thêm phức tạp. Ngay trong sáng ngày 3 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã gửi công điện tới các bộ ngành liên quan về việc chứng chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo tờ Vietnamnet đưa tin, ông Chính phê bình một loạt tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa do lơ là trong chống dịch, đồng thời yêu cầu chứng chỉnh tình trạng không tuân thủ các quy định của Bộ Y tế. Các ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Vĩnh Phúc, một bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên nghi nhiễm COVID-19 liên quan dịch tễ tới ổ dịch quán bar Sunny, thành phố Phúc Yên. Vị bác sĩ này chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh, cách ly. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đang tiếp nhận cách ly y tế 54 trường hợp F1 của các bệnh nhân COVID-19 liên quan đến ổ dịch ở quán bar Sunny. Ổ dịch này khởi phát do đoàn chuyên gia Trung Quốc từng ghé đến vào ngày 23 tháng 4 vừa qua. Một chuyên gia trong số này được ngành y tế Trung Quốc phát hiện là dương tính với SARS-CoV-2 khi, ngay khi về nước hồi cuối tháng 4. Riêng trong chiều ngày 2 tháng 5, Vĩnh Phúc ghi nhận 5 ca bệnh COVID-19 đều là nhân viên của quán karaoke Sunny thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc, đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 4 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. Hiện tại các bệnh nhân này được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Tại Hà Nam thêm 2 ca nhiễm Covid-19 nâng tổng số người có xét nghiệm dương tính tại Hà Nam từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 14 ca theo tờ tuổi trẻ. Phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép, trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, công an phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội. Những người này đang trú tại một chung cư ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Những người nhập cảnh trái phép này đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội số 89 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàng Kiếm. Trong một diễn biến khác, hai người Trung Quốc đã trốn khỏi khu cách ly trường quân sự thành phố ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 2 tháng 5, vẫn chưa được cơ quan chức năng tìm thấy, theo tờ báo Tuổi Trẻ cho hay. Hai người này nằm trong số 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bị công an quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung ở Củ Chi cách đây 5 ngày. Huyện Củ Chi đã huy động lực lượng công an huyện xã, các tổ chức dân phố truy lùng các nhà trọ, các điểm lưu trú suốt đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 18 giờ ngày 3 tháng 5 sẽ tạm dừng hoạt động massage, sông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử theo tờ tuổi trẻ đưa tin. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị tất cả các thủ trưởng các đơn vị nhà máy, trường học yêu cầu người lao động, học sinh sinh viên ra khỏi thành phố vào kỳ nghỉ lễ phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua. Ông Phong cũng đề nghị tạm dừng các hoạt động hội thảo, hội nghị chưa cấp bách, nếu kế hoạch tổ chức trong tuần này thì xem xét lại quy mô số lượng người tham dự. Tại Hà Nội, ngay trong ngày 3 tháng 5, chính quyền ra công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống, đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố theo Vietnamnet. Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu từ 17 giờ ngày 3 tháng 5 tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích cơ sở tôn giáo. Đối với nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà, yêu cầu vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét giữa khách ăn hoặc có tấm trắng giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà. Nếu không đáp ứng đầy đủ các quy định này thì phải tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 những người đi du lịch kỳ nghỉ 30 tháng 4 khi quay trở lại thành phố Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế trên tờ khai y tế.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR code. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, chính quyền quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 cho đến hết ngày 16 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19 theo tờ tuổi trẻ. Hiện nay, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phúc Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp. Rạng sáng ngày 3 tháng 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tiếp nhận 309 người thực hiện cách ly y tế. Đa phần đều là những người có liên quan đến quán bar Sunny và spa massage Hoa Sen trên địa bàn thành phố Phúc Yên và Vĩnh Yên. Thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin thì lại có thông tin bất lợi cho VinFast khi hãng này sắp kinh doanh ở Mỹ. Một chủ kênh YouTube ở Việt Nam trong những ngày cuối tháng 4 đã đăng nhiều video liệt kê các lỗi trên một xe VinFast. Xong, hãng xe hơi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bác bỏ và cáo buộc người chủ xe này đưa ra thông tin sai sự thật. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận việc giữa lúc Reuters đưa tin rằng VinFast đang xây dựng đội ngũ kinh doanh ở Mỹ để bắt đầu hoạt động từ năm sau năm 2022. Theo tìm hiểu của VOA, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4, ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube mang tên GoGo TV có hơn 450.000 người theo dõi, đăng liên tiếp các clip trong đó ông nêu ra 10 vấn đề trên một chiếc VinFast Lux A2.0 mà ông đang sở hữu. Trong một clip dài hơn 29 phút, ông Hoàng nói những ngày vui sau khi ông mua xe chỉ kéo dài 2 tuần, tiếp đến là những chuỗi ngày mệt mỏi. Ông nói tính đến nay mình chạy xe được 8.000 km, mình đi sửa đi bảo hành hết 10 lần. Lỗi đầu tiên là lỗi cảm biến áp suất lốp của bốn bánh xe. Lỗi thứ hai là cần gạt mưa tự động gạt khi mình đề máy lên và tất cả các phím chức năng trên vô lăng bị vô hiệu hóa. Lỗi thứ ba là về sạc không dây trên xe, chức năng sạc không dây này coi như bỏ đi. Lỗi thứ tư là chức năng kiểm soát hành trình, cruise control, là có lúc xài được, có lúc không xài được. Một lỗi khác, một loạt các cái lỗi khác, ông Hoàng nêu ra trong cùng video, bao gồm những tiếng kêu lạ lạ trong bốn cánh cửa và khi đập thắng, thỉnh thoảng xuất hiện đèn cảnh báo kiểm tra hộp số, động cơ, tấm che nắp bình xăng không đóng khít, tiếng gió lọt vào trong xe gây ồn do các cửa có vấn đề, vân vân. Đáp lại hôm 2 tháng 5, trang Facebook chính thức của VinFast đăng bài nói rằng ông Hoàng đã loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A2.0 gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của hãng. Trang VinFast Việt Nam nói thêm rằng mặc dù ông Hoàng đã tự gỡ bỏ các clip liên quan nhưng hãng đã lưu đầy đủ bằng chứng và tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và có lịch mời ông Hoàng lên làm việc, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết. Trong khi khẳng định rằng VinFast luôn lắng nghe và sẵn sàng kiểm tra xử lý mọi vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng, hãng xe Việt cũng nhấn mạnh trên trang Facebook của mình rằng họ kiên quyết làm rõ đến cùng các hành vi mà họ gọi là sai trái gây ảnh hưởng tới thương hiệu. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài đăng trên kênh Google TV của ông Trần Văn Hoàng, trong đó ông viết rằng mình sẽ có thể bị kiện và sự việc đang rất nghiêm trọng, hiện tại bây giờ mình phải ký một biên bản mà không như ý mình mong muốn. Ông Hoàng cũng đề nghị mọi người giúp đỡ bằng cách cho ông gấp số điện thoại của luật sư. VOA đã liên lạc với ông Hoàng để tìm hiểu xem ông đang phải chịu sức ép gì không từ phía VinFast và hai bên đang giải quyết vụ việc ra sao. Xong ông Hoàng chỉ nói ngắn gọn, hiện tại tôi chưa muốn làm việc với báo chí, để tôi làm việc về vấn đề này cho rõ ràng, tôi có hướng rồi tôi làm việc với báo chí sau nhé. Hiện tại tôi muốn xử lý riêng đối với bên VinFast, xong xuôi hết tôi mới làm việc này về mặt cộng đồng. Theo dõi dư luận trên mạng xã hội, VOA nhận thấy những Facebooker có nhiều ảnh hưởng như các ông bà Nguyễn Đình Bổn, Phương Ngô và các diễn đàn có đông thành viên như Góc nhìn báo chí, Công dân đều chỉ trích cách xử lý truyền thông của VinFast sau khi ông Trần Văn Hoàng đăng các video. Những người chỉ trích cho rằng, nếu xe bị hỏng thật, và người tiêu dùng nêu ra các lỗi thì hãng phải bảo hành và phải xin lỗi người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu dùng vu khống, bịa đặt, hãng hoàn toàn có thể kiện ra tòa. Trong quan điểm của những người chỉ trích, việc hãng mắt công an về ông Hoàng để lực lượng của nhà nước làm việc với ông bị xem là một cách xử lý hèn hoặc quá tầm thường. Một Facebooker có tên Thiện Nguyễn cho rằng cách nói trịch thượng hăm dọa người tiêu dùng với thái độ bề trên theo kiểu có nhiều tiền, nhiều quan hệ của VinFast là một điều đốn mạc trong khi đó facebooker quách mạnh hào một giảng viên về ngân hàng tài chính tại đại học lincoln ở anh nhận định với tư cách một người phân tích rằng dường như vinfast đi nước cờ sai khi tố cáo công an về người chủ xe đăng các video đánh giá chất lượng xe việt nam chuyện này là chuyện nhỏ vì người tiêu dùng bé nhỏ ít khi được bảo vệ nhưng phương tây thì không nhỏ toàn bộ hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng đầu tiên vấn đề là vinfast đang muốn phát hành cổ phiếu lần đầu tại phương Tây nên vụ phát hành này chắc là sẽ bị ảnh hưởng. Định giá 50 tỷ đô vốn đã quá cao cho ngành sản xuất xe hơi, thêm vấn đề về đạo đức này nữa thì chỉ cần một bài báo tiếng Anh tường thuật lại vụ việc đăng lên mấy diễn đàn kiểu như Reddit thì thôi coi như chắc xong. Ông Hào viết trên trang cá nhân Hãng tin Reuters đưa tin vào hôm 30 tháng 4 rằng VinFast đang đặt cược lớn vào việc kinh doanh ở Bắc Mỹ và châu Âu từ năm 2022 và nữ tổng giám đốc của hãng này là bà Nguyễn Thị Vân Anh sẽ tới Mỹ trong tháng 5 để chuẩn bị cho kế hoạch này. Hiện đang có 100 người làm việc cho VinFast ở Mỹ theo hãng tin Reuters. Vụ việc của chủ xe Trần Văn Hoàng đang gây xôn xao dư luận hiện nay là một thông tin bất lợi nữa cho VinFast khi mà cách đây chưa lâu sau khi VinFast phải đối phó với vụ vụ mạng xã hội và báo chí đưa tin về một loạt của xe này bị rụng bánh gãy càng tại các địa phương khác nhau ở Việt Nam hồi tháng 2. Khi đó, một số chuyên gia ô tô đã lên tiếng trấn an dư luận rằng sự cố rụng bánh gãy càng là do có va chạm giữa xe với các vật cản, không phải do vấn đề về vật liệu hay quy trình lắp ráp. Nhưng trên mạng xã hội vẫn có nhiều người bày tỏ bán tín bán nghi. Trước đó còn có một vài vụ cháy xe VinFast hoặc xe chết máy giữa đường phải dùng xe cứu hộ đưa đi cũng gây ồn ào trên mạng xã hội. Năm ngoái, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán được 30.000 xe, nhờ đó giành vị trí là hãng xe lớn thứ năm ở Việt Nam. Thưa quý vị, theo cá nhân anh Chi thì việc sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường thế giới, nhất là thị trường Mỹ hoặc Liên Âu là một tin vui sản phẩm việt nam sẽ có dịp được cọ sát với các định chế tài chính và kinh tế của thị trường tự do điều này sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn bạn làm tốt thì bạn sẽ được phần thưởng xứng đáng bạn làm sai bạn sẽ gánh chịu mọi hậu quả theo luật lệ bình đẳng sẽ làm quen dần với việc quên đi các hình thức chèn ép người tiêu dùng việt nam hoặc lũng đoạn mượn tay chính quyền đàn áp người tiêu dùng việt nam anh chi chúc họ thành công